Vâng, xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng của ngày 20 tháng 6 năm 2022. Thì bên em đang có mặt tại nhà chị Nguyễn Hồng Vĩ. Chị ở Thanh Trì, Hà Nội. Để bàn giao một combo Âu Hóa Trương Cuốn Thư và một chiếc kệ TV lõm giữa được làm từ chất liệu gỗ xoan. Thì đây là video thực tế nhất em bàn giao về nhà chị, khách tiêu dùng. Đấy, thì bạn nào mà đang phân vân, thắc mắc có nên mua hàng qua mạng không, thì đây là video thực tế em bàn giao về chị Nguyễn Hồng Vĩ này ở Thanh Trì, Hà Nội nhé các bác nhé. Thì bộ sản phẩm này em đang báo giá công khai là 17 triệu. Đấy, tặng kèm combo khay trà 5 món và kính bàn kính đôn, bao miễn phí vận chuyển 100 cây nhé các bác nhé. Đấy, các bạn nào mà ở xa thì phí vận chuyển nó thêm một chút thôi, không đáng kể nhé các bác nhé. Đấy, các bạn dừng lại 5 giây lưu số điện thoại của em vào để gọi điện cho em này, 0981788083. Bộ Âu Á Trương Cuốn Thư gỗ xoan. Kéo này nó hơi dính sơn đấy bạn. Không ạ, nó bị nảy đây này. Đây này, ngăn kéo này đẩy vào là bị nảy. Đấy, nó hơi dính sơn ở trên này. Sau thôi cháu đi cho cháu xem nào. Đấy. Kệ TV 22 này. Xoan 6 ngăn kéo sử dụng nha các bạn nhé. Ba ô tủ tha hồ để rồi. Giá bộ sản phẩm này là 17 triệu nha các bạn nhé. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip lần sau. Xin chào.